Trước giờ em có chạy xe công tay chưa? Em chưa. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vlog của Vinh. Hôm nay Vinh sẽ giới thiệu cho các bạn một con xe, đó là Honda CBR500R. Thì cái con xe này nó đã thay đổi hoàn toàn về cái suy nghĩ của Vinh. Thì con này là Sport City, nó khác cái gì thì chút xíu nữa Vinh sẽ giới thiệu cho các bạn. Ok, thì các bạn phải hiểu cho Vinh cái vấn đề là cái sự lan tỏa về Beatbuy nó không phải là một sự bắt chước. Mình phải nhìn cái đó thêm một cái hướng tích cực nha mọi người. Vinh sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện về một bạn fan đã chia sẻ với Vinh. Thì cái này thực sự là một cái câu chuyện rất là tích cực, lan tỏa cái tinh thần Beatbuy. Đó là hồi xưa á, bạn đó với lại hai người có hai cái tính cách khác nhau. Ba bạn đó thì lại thích MotoGP, Honda Racing Team. Còn bạn đó thì xem thôi, cũng không thích về xe mô tô. Bạn nói thích đá banh thôi. Thì cứ ngày qua ngày, cái lúc mà mẹ của bạn đó đi công tác á, chỉ có hai cha con ở nhà. Ba thì ngồi coi xe đua. Cứ ngồi nói với lại bạn đó. Đó, mày thấy không? Chạy rất là đã. Đó, cái tay này đó là ba thích lắm. Thì cứ ngày này qua tháng nọ, cứ tới mùa giải là bạn đó lại ngồi xem với ba. Sau này thì là một cái nhân duyên nào đó, bạn đó lại sở hữu một con xe mô tô, cũng là một con dòng CBR của Honda. Các bạn thấy được đó, thì cái đó là cái ăn sâu vào tiềm thức. Thì bạn đó nói với Vinh đó là em là có cái gọi là gia truyền về Beatbuy. Nói thêm một chút xíu về cái kinh nghiệm cá nhân của Vinh đến với các bạn mà mới nhập môn, thì các bạn hãy luôn giúp Vinh là đọc kỹ hướng dẫn của các loại xe và chấp hành luật giao thông. Thứ hai là mình phải có đầy đủ bằng lái và các bạn phải xử lý tình huống thật là bình tĩnh. Vì một con xe Beatbuy á, cái ma lực của nó rất là mạnh các bạn. Nó không giống như là một con xe hai bánh bình thường các bạn lưu thông hàng ngày. Và cái cổ máy này nó rất là mạnh. Vinh mong là các bạn hãy sử dụng và vận hành nó một cách an toàn nhất và luôn giữ cái đầu lạnh nha mọi người. Sẽ không làm tốn thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái buổi review xe CBR500R ha. Đầu tiên các bạn sẽ thấy được đó là cái màu chỉ có 2021 mới có thôi. Đó là màu trắng và phối được một cái bộ tem rất là mới các bạn. Thì cái phần này á, các bạn có thể đọc là màu xanh neon hoặc là màu vàng chanh. Đó, rất là nhiều cái kiểu, cái code màu cho các bạn lựa chọn. Thì màu trắng, nếu các bạn để ý một chút xíu nha, tất cả dòng CBR của Honda thường thường thì sẽ ít có ra một cái phiên bản mà cái màu nó đặc biệt như thế này. Đa số thì sẽ là màu đen và màu đỏ là chủ đạo. Bây giờ thì 2021 Honda đã làm một cái bộ tem hoàn toàn mới kèm với lại một cái dàn áo màu trắng rất là đã. Cái màu trắng này á, nó sẽ làm cho các bạn nổi bật hơn ở trên phố. Tại vì xưa giờ các tín đồ của Honda đều là màu đen và màu đỏ rồi. Coi như đây là một cái luồng gió mới cho các bạn trải nghiệm và thêm một cái phong cách mới nữa, rất là hay. Ngoài ra có một cái điểm mà thiệt sự, nếu các bạn nào là các bạn quan tâm về vấn đề môi trường, thì xử lý khí thải chuẩn Euro 5 bây giờ đã được tích hợp trên con Honda này rồi. Những điểm cải tiến thì vẫn được giữ ở trên con xe CBR500R phiên bản 2021 này. Cái cụm heo trước các bạn thấy được là nó đồng bộ với cả cái mâm và cái đĩa. Các bạn thấy là cái đĩa không quá to, bản mâm và cái khoảng cách mình thấy nó rất là hợp lý các bạn. Tại vì cái đĩa này càng to á, cái lực bấm thắng của các bạn nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Những cái dòng xe khác mà cái đĩa quá bé thì cái khả năng mà giảm tốc của các bạn nó cũng sẽ ảnh hưởng. Kèm theo đó là một con heo 2 bit của Nissin. Cái đĩa to này nếu các bạn vào trường đua, những trường đua chuyên nghiệp ở Việt Nam thì hoàn toàn phù hợp và không cần phải thay thế bất kỳ một cái con heo hoặc là thay thế một cái đĩa khác. Tại vì mình thấy là hợp lý rồi. Giống như những con xe dòng khác thì mình phải vào mình thay đĩa lớn hơn rồi mình phải thay lên heo 2 bit. Nhưng mà cái con CBR500R này thì hãng đã tích hợp cho các bạn một cái bộ thắng đằng trước, mình nghĩ là rất là tuyệt vời. Xíu nữa, chút xíu nữa thôi, mình sẽ trải nghiệm và test cái thắng của con này cho các bạn xem ở trên cái góc quay GoPro. Điểm tiếp theo mà Vinh thấy rất là ưng, đó là một cái điểm nhỏ thôi. Nếu mà các bạn nào mà thích chơi về xe kiển thì đây cũng là một cái mà các bạn sẽ giống Vinh. Đó là cái lốc máy màu manhê. Các bạn có thể thấy được trên những con xe 1000 phân khối hoặc là những chiếc siêu xe, thì cái lốc máy màu manhê này á, nó khác hoàn toàn với lại những cái con Beatbuy. Đa số là đều dùng cái lốc máy màu đen, chỉ có những con xe 1000 phân khối mới sở hữu thôi. Hay ha. Về phần đuôi xe thì các bạn thấy được nó rất là khí động học. Hai bên đây này có hai cái hốc gió này các bạn.
phần nhựa đuôi á, các bạn có thể thấy được là vẫn được điểm những cái vân carbon rất là hay. Thì cái này chỉ là vân carbon thôi, không phải là carbon thiệt, nhưng mà vẫn tạo ra một cái tính rất là thể thao. Kèm theo đó là cái dàn fairing anh em có thể thấy được là rất là gọn. Mình sẽ xích lên chút xíu nè, mình sẽ thấy được bình xăng sẽ có những cái gờ cho các bạn tựa đùi, tựa chân vào nè. Những cái fairing, những cái dòng khác, những dòng big bike khác thì bên đa số thấy là ở đằng trước làm rất là mập, nó hơi bị ú u quá, nhưng mà riêng con CBR 500R này thì rất là gọn. Khi đồng học từ ngay cái yếm này mình có thể thấy rõ luôn đi ra tới đằng sau đó, một cái đường thẳng này các bạn. Tuy là các bạn sẽ không cảm nhận được khi mà các bạn chạy trên phố đâu, nhưng nếu mà các bạn đem cái cỗ máy này vào trong sân thì thử đi mới biết được chứ, đúng không? Tiếp theo đó là cái điểm mà hôm nay các bạn, Vinh nghĩ là các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là về phần handlebar. Handlebar các bạn có thể gọi là ghi đông, tay lái, vân 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 vân. Nhưng mà đại loại là hôm nay mình sẽ nói là tay lái đi ha, cho các bạn dễ hiểu. Thì phần tay lái này các bạn không hề nhận ra được là nó cao khi mà các bạn xem hình. Đây có thể gọi là một cái sự tinh tế và rất là khéo léo của Honda đã lồng vào con xe này. Đó là nếu mà nói về cái điểm cao á, thì các bạn phải hiểu là nó cao từ ở ngay cái phần thớt chẳng 3 đi ra. Rồi đây, ở đây á là thớt chẳng 3, còn được gọi cái tên tiếng Anh là triple clamp. Thì triple là 1, 2, 3, triple clamp thì là cái này, cho các bạn dễ hình dung ha. Thường thường thì những con xe big bike khác nó sẽ bắt từ đây, nó bắt xuống, tạo ra một cái thế lái rất là thấp. Nhưng mà như Vinh đã nói ở ban đầu, đây là một con Sport City Bike, cho nên ghi đông của nó rất là thoải mái các bạn. Thì Vinh quay lại cái vấn đề ban đầu, đó là cái phần cao của nó bắt đầu từ đây. Thì nếu mà để lộ rõ quá cái phần ghi đông này thì nó sẽ giảm đi cái sự gọi là thể thao của xe. Thành thử là Honda đã làm một cái miếng nhựa ở đây. Thiệt sự cái điểm này là cái điểm Vinh khá bất ngờ. Rồi bây giờ Vinh sẽ quay góc máy từ ở ngay đây lên cho các bạn thấy được là che đúng ngay cái điểm bắt đầu cao của con CBR 500R này. Thì các bạn sẽ không hề biết được là ghi đông nó cao, đúng không? Sao mà biết được? Tại vì dàn áo nó làm quá là racing đi, cực kỳ là đậm chất xe đua, không hề thấy được. Chỉ có khi các bạn ngồi lên cảm nhận nó, lái nó thì các bạn mới biết là ghi đông này cao. Cho nên cái chuyện mỏ là cái chuyện sẽ không hề xảy ra. Vinh thì chiều cao của Vinh là 1m78, thì Vinh ngồi cái xe này nó khá là thoải mái. Nếu là Vinh thì Vinh sẽ về Vinh nâng nó lên chút xíu, Vinh sẽ nâng nó lên để cho nó phù hợp với lại cái chiều cao của Vinh. Nếu mà như vậy thì xe nó sẽ hơi thấp so với lại cái chiều cao của Vinh, thì cái cảm giác vận hành nó sẽ hơi bị giảm đi chút xíu. Cái này thì mình sẽ để vào một cái review Honda sau nha. Về phần lốp xe thì vẫn giữ là được những cái đặc tính cải tiến của dòng CBR 500R này, đó là lốp trước lốp sau rất là to. Thông số lốp thì mình sẽ để bên đây đó. Thì bánh trước là bánh lái, bánh sau là bánh để quyết định cái sự bám đường của con xe các bạn vận hành. Thì tất nhiên là cái độ to này nó sẽ phù hợp với lại cái mã lực và cái công suất của xe rồi, hãng đã tính toán, nên các bạn cũng đừng quá là để tâm vào là lớn quá có sao không, hoặc là mình có phải lên lớn nữa hay không. Tại vì nếu mà các bạn đã can thiệp vào như vậy rồi thì nó sẽ mất đi những cái tính năng của hãng, rất là tiếc nha các bạn. Mình độ xe nhưng mà mình vẫn phải giữ lại những cái mà nên giữ. Riêng Vinh thì thấy cái lốp xe này hãng đã phân bố rất là hợp lý rồi. Trên con CBR 500R này thì tất cả đèn LED trước sau đều được sử dụng LED. Thì cái tim LED này nó sẽ có một cái đặc điểm và cái lợi, đó là tiết kiệm điện, đỡ nóng hơn, và cái ánh sáng nó ra nó sẽ mịn hơn, nó sẽ không bị gắt, độ tỏa cũng rất là ok. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng để chạy những cái thời tiết nó hơi khắc nghiệt giống như là sương mù cái thứ thì nó sẽ không có được gọi là quá là tốt. Cho nên mình hãy cân nhắc khi mà mình sử dụng đèn, và mình nhớ lựa chọn những cung đường hạn chế thời tiết xấu nha các bạn. Đây sẽ là cái phần mà anh em sẽ rất là phấn khích, đó là mình sẽ test âm thanh của xe. Thì như Vinh ban đầu đã nói, cải tiến của Honda lần này cho con xe CBR 500R đó là hệ thống xử lý khí thải chuẩn Euro 5. Thì như vậy nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là cái âm thanh bô nó ra không quá lớn và sẽ full ống tiêu ở bên trong để chuẩn cái xử lý khí thải. Nhưng mà một điều đặc biệt, vẫn có cảm giác phấn khích khi mà mình vít ga
mình lên vòng tua máy, mình đá sang số, nó vẫn có một cái cảm giác rất là phấn khích. Xíu nữa Vinh sẽ cho anh em nghe âm thanh lúc mà Vinh chạy quay GoPro, nhưng mà bây giờ mình sẽ nổ máy trước nè. Và âm thanh các bạn sẽ được nghe trực tiếp từ cái micro cà áo của Vinh, rất là chân thật. Cái tiếng là cái tiếng bơm xăng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử nha. Cực kỳ êm, êm ái vận hành, êm ái nổ máy, êm ái tiến bộ. Đó là những cái ưu điểm của dòng xe Honda. Khá là bất ngờ khi mà vòng tua nó lên khá lẹ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm tới cảm giác lái nè, rồi âm thanh máy, động cơ, rồi cái tiếng bô, xem là cái sự phấn khích của nó như thế nào nha. Và Vinh sẽ quay bằng con GoPro, mình sẽ bao quát được. Hello anh. Hello em, có vấn đề gì không? Hả? Đúng rồi, anh... Em có làm phiền anh không? Không sao, em cứ muốn hỏi gì? Dạ em muốn hỏi, tại vì trước em cũng thích mô tô á. Bây giờ còn thích luôn không? Đúng. À, em thích luôn hả? Ok. Nhưng mà ý là con gái có chạy được không anh? Riêng về con CBR500R này anh nghĩ là được. Tại vì nó có rất là nhiều cái yếu tố làm phục vụ cái người sử dụng á, rất là tốt. Em có muốn ngồi thử không? Muốn. Ủa mình được ngồi thử luôn hả? Tại vì xe này á là xe test drive của Honda. Dạ. Không phải xe của anh, cho nên dành cho khách hàng mà, dành cho khách hàng thử mà. Trước giờ em có chạy xe công tay chưa? Em chưa. Anh nghĩ là mình mua xe nó quan trọng hơn là vấn đề đó. Tại vì dạ, sau khi mua xe chắc chắn là em sẽ chạy được thôi. Rồi ok, để anh dịnh nha. Ủa sao cái tay lái này nó cao quá vậy? Đúng rồi. Em chưa chạy xe công tay mà em biết được cái vấn đề đó luôn đúng không? Tại vì thường thường á, mọi người hay nghĩ là xe phân khối lớn là đều phải những dòng sport đều là phải chuối xuống. Nhưng mà thực sự là Honda đã cải tiến cái con này dành cho các bạn theo cái phong cách city bike. Đó là các bạn có thể chạy thành phố, đi làm mỗi ngày. Mình đi touring mình vẫn rất là thoải mái, đâu có mỏi tay đâu đúng không? Rồi bây giờ nếu mà em tự tin đó, em gạt chống lên cho anh sẽ không giữ cái nữa, cho em tự em chống thử coi cái cảm giác sao nha. Ủa xe nó nhẹ hào vậy? Đúng rồi, nhẹ lắm. Em kể, nghĩ là nó phải nặng lắm chứ. Kể cả em đổ xăng, em đổ nhớt luôn thì xe này đã là đổ xăng đổ nhớt rồi. Mà em vẫn thấy là ngồi lên em không có phải quá gồng đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đã lắm. Em cao 1m65. 65. 65 mà chống chân vậy là hợp không? Rất là hợp. Rồi anh sẽ tặng em một cái shot cinematic rất là đẹp. Vậy là bây giờ mình đã setup xong một cái nón bảo hiểm cùng với GoPro để trải nghiệm cảm giác lái CBR500R rồi. Let's go! Rồi, bây giờ sẽ cùng Vinh trải nghiệm xem là êm ái vận hành là như thế nào nha. Bây giờ theo Vinh thấy á, là cái tiếng bô này nó rất là phấn khích các bạn. Tuy là chuẩn khí thải Euro 5 nhưng mà vẫn toát được cái sự thể thao của nó các bạn nghe không? Có 6.000 vòng tua thôi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đã. Hồi nẹt mà mấy anh kia mấy anh nhìn luôn. Ghê. Không quá là gắt gỏng nhưng mà cũng không kém phần sốc nổi kêu các bạn lên vít ga. Đó mình chạy vào số 2 ha. Đáp ứng được ngay. Thì những cái vừa rồi thì Vinh đã test được cho các bạn là thắng số nè. Rồi khả năng tăng tốc tuyệt đỉnh. Nếu có một cái cơ hội thì Vinh rất muốn đem con xe này vào trong một cái trường đua chuyên nghiệp để Vinh khai thác và Vinh trải nghiệm được nhiều cái công năng của xe này hơn. Là Vinh xem bây giờ Vinh sẽ test tới cái góc quành đầu, góc lái hết cỡ.
tối đa của xe. Thì thường thì Vinh Anh khuyên các bạn là hoành đầu thì các bạn bẻ lái hết, rồi các bạn âm côn các bạn buông ra chậm chậm thôi, thì cái góc bẻ lái hết cỡ sẽ là cái góc bẻ lái an toàn. Chứ mấy bạn mà cứ xỉa chút á, các bạn sợ thì cái đó nó mới là nguy hiểm đó. Thì góc lái nó cũng khá rộng, Vinh nghĩ là luồng lách trong thành phố là dư rồi, khá là dư. Thực sự là chỉ mới có chút chút gì thôi đó mà cái cảm giác phấn khích tuyệt vời quá, ví dụ là nó làm cho anh thực sự bất ngờ cực kỳ. Không nghĩ là chỉ với 500 phân khối thôi mà cái cảm giác, cảm xúc mang lại cho mình nó nhiều như vậy. Không có làm cho mình thấy hối hận khi mà là fan của Honda. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog tới giây phút cuối cùng. Rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong những cái review xe Honda kỳ sau nha. Mọi thông tin về con Honda CBR500R này mình đều để bên dưới lên miêu tả. Chúc các bạn một ngày thật là hạnh phúc và hãy ấn đăng ký, ấn chuông để sau này Vinh có review những sản phẩm của Honda thì các bạn sẽ là những người xem Vinh và ủng hộ Vinh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.